Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một công trình do chúng tôi mới thiết kế cho gia đình của chủ đầu tư là anh Lê Thiện Đạo, có địa điểm tại Thiệu Giao, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì Mark Home đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành. Và khi quý vị sống ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ mảnh đất nào, chỉ cần xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, hãy nhấc ngay máy lên gọi tới Mark Home là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức, tư vấn và triển khai đội ngũ thi công, máy móc đến tận chân công trình. Đội thợ thi công xây dựng của Mark Home là một trong những đội thợ được đào tạo bài bản, tay nghề cao, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ thi công trọn gói. Và quý vị có thể gọi điện ngay tới các số hotline của chúng tôi 0964458888, 0924099999 hoặc 0828133333. Đây là những số hotline mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị bất kể ngày hay đêm, bất kể lễ Tết thứ bảy hay chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Ở trên này chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ các video về những mẫu công trình chúng tôi thiết kế cũng như là các công trình đã hoàn thiện xong rồi để quý vị có thể tham khảo. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Trên này thì chúng tôi cũng sẽ đăng tải tất cả những cái chương trình ưu đãi trong thời gian gần đây mà chúng tôi đang chạy. Ví dụ như ở đây thì sẽ giảm 40% chi phí thiết kế từ 210.000 đồng xuống chỉ còn 120.000 đồng trên 1m². Ở trên kênh này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp do chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần nhất. Còn phía dưới là công trình mà đã thi công hoàn thiện xong rồi, đều được các chủ nhà rất là ưng ý. Và quý vị có thể vào đây để tham khảo thêm. Tất cả các hệ thống chi nhánh của Mark Home chúng tôi tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Mark Home 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, phố Nối Dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chi nhánh Đồng Tháp sẽ là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web khác có tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì thứ nhất chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về các nguyên vật tư vật liệu chính hãng, thứ hai là giá thành cạnh tranh và thứ ba là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Ví dụ bình thường khi mà quý vị đi ra bất kỳ một cửa hàng nào chẳng hạn thì quý vị đã phải thông qua rất nhiều khâu, nhiều cấp, thông qua cấp đại lý này, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng tổng kho, thì mỗi một cấp như vậy thì quý vị sẽ bị chiết khấu mất tầm khoảng tầm là 10-15%. Tự nhiên thì cái đơn giá mà chúng ta mua vào nó rất là cao. Nhưng mà khi mà quý vị làm việc trực tiếp với Mark Home của chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được ngay chiết khấu từ nhà máy của Mark Home mà không thông qua bất kỳ một khâu trung gian nào. Như vậy thì đơn giá vật tư vật liệu chúng ta sẽ nhập được thì giảm rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao mà khi xây dựng một cái ngôi nhà của Mark Home thì đơn giá lại thấp đến như vậy và chất lượng thì lại cực kỳ đảm bảo. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì cũng có là đơn vị duy nhất hiện tại có các bậc thầy về phong thủy tư vấn tận tâm, giải đáp tất cả những thắc mắc trong thiết kế và thi công xây dựng công trình cho quý khách hàng. Ở trên kênh này của chúng tôi thì cũng có đăng tải rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp. Ví dụ như thiết kế nhà vườn này, nhà cấp 4, thiết kế nhà hiện đại, các mẫu nhà ống đẹp hay là thiết kế biệt thự. Ngoài ra thì cũng có thêm rất là nhiều những công trình mà chúng tôi đã thiết kế hoàn thiện xong rồi. Trên này thì chúng tôi cũng đăng tải này rất là nhiều những cái công trình hoàn thiện và đặc biệt là các giá thành luôn luôn được công khai và minh bạch để quý vị có thể là nắm được cái kinh phí mà mình cần đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi còn có xưởng sản xuất với giá tận gốc để thi công nội thất. Quý vị có thể tham khảo thêm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một cái trang fanpage trên Facebook có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên kênh này của chúng tôi đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp. Đây là những cái mẫu nhà thực tế mà chúng tôi đang hoàn thiện, được cập nhật rất là đầy đủ và chi tiết. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của nhà anh Đạo ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết về cái phần 3D ngoại thất của công trình.
Nhìn vào công trình này thì chúng ta có thể thấy tổng thể ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái nhà 2 tầng. Nói đến cái phong cách thiết kế như thế này thì đã quá là quen thuộc trong các thiết kế của Mark Home chúng tôi rồi. Đặc biệt thì trong cái thời gian gần đây được rất là nhiều chủ đầu tư yêu thích và lựa chọn những hình thức là phong cách hiện đại cùng với hệ mái Nhật như thế này. Nó vừa mang lại một cái sự thu hút này, nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng và thanh lịch. Nói về phong cách thì cũng có rất là nhiều phong cách khác nhau, như phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển hay phong cách cổ điển. Trong khi đó thì phong cách tân cổ điển và cổ điển thì thường xuất hiện ở trong những căn biệt thự này, biệt phủ hoặc lâu đài có diện tích nhà lớn hơn. Đặc biệt thì quý vị có thể thấy trên các diện tường và phào chỉ thì sẽ có rất là nhiều những họa tiết hoa văn trang trí cầu kỳ bắt mắt. Còn riêng phong cách hiện đại mà quý vị đang nhìn thấy ở công trình này thì đây là cái phong cách mà được rất là nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là với giới trẻ. Phong cách này thì nó sẽ lựa chọn bởi sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng này, được áp dụng cho tất cả mọi công trình, từ chung cư, nhà phố, biệt thự, dù là trong kiến trúc hay nội thất, thì cái phong cách này nó chính là tương đối đơn giản. Và cái tất cả những cái vật liệu được sử dụng ở trong căn nhà này đều là những vật liệu mới. Ngoài bê tông cốt thép ra thì còn sẽ có thêm này những cái phần sắt hộp sơn tĩnh điện này. Và cái đặc điểm nhận dạng của phong cách hiện đại đó chính là sẽ sử dụng những cái đường hình kẻ hà, ví dụ như là đường hình vuông này, hình chữ nhật này. Tất cả các diện tường này thì đều là vuông thành sắc cạnh và sẽ không có bất kỳ một cái phào chỉ hay họa tiết hoa văn đắp vẽ gì. Màu sắc thì cũng là một trong những yếu tố mà quyết định đến vẻ đẹp của mỗi ngôi nhà. Như ở trong căn nhà này thì quý vị có thể thấy là căn nhà này được thiết kế theo cái tông màu lạnh làm chủ đạo, với lại hai cái màu sơn đó chính là màu trắng này cũng như là màu xanh ghi. Màu xanh ghi thì sẽ xuất hiện ở trên phần mái nhật này, cũng như là hệ thống dưới của mái và một cái số mảng tường cột giả như thế này. Còn phần màu trắng thì sẽ bao phủ toàn bộ công trình rồi, tạo sự tinh khôi rồi. Và ngoài ra thì để cho cái công trình của chúng ta nó thêm cái phần điểm nhấn ấy, nó khỏe khoắn hơn, nổi bật hơn, thì ở phía bên dưới cửa sổ này cũng như là khu vực ở bồn hoa này sẽ ốp bằng chất liệu chính là gạch thẻ màu xám. Hệ thống cột trụ rất là lớn và vuông vức ở phía hai bên sảnh thế này thì cũng là một cái điểm nhấn ấn tượng cho công trình. Nó tạo một cái sự khỏe khoắn này, rồi là tạo một cái sự mạnh mẽ. Bên cạnh đấy thì những cái đường kẻ chỉ âm tường nhẹ nhàng thì nó cũng tô điểm cho thêm cái phần ngoại thất của công trình. Bên trên khu vực tầng 2 thì quý vị có thể nhìn thấy là có thêm một cái khu vực, đó chính là cái hệ lam. Cái hệ lam này thì sẽ được sử dụng bằng bê tông, sau đó thì sơn màu nâu, giả gỗ. Phía bên trên thì sẽ có thêm một cái tấm kính cường lực để có thể là che chắn mưa gió cho khu vực bên dưới. Và khi mà chúng ta thi công cái phần hệ thống dàn cái mái che này hay là cái hệ lam thì cần phải lưu ý đến cái việc mà phải là đánh dốc. Đặc biệt thì để tránh hiện tượng là sau này cái phần nước ấy, khi có nước mưa rơi xuống thì nó sẽ ứ đọng trên phần mái này, gây ra cái ẩm mốc hay là ố vàng. Như thế thì nó rất là mất thẩm mỹ. Công trình của chúng ta này, toàn bộ hệ thống chân tường thì sẽ được ốp bằng chất liệu là đá trẻ để bảo vệ chân công trình khỏi hiện trạng rêu mốc hay nứt vỡ. Còn ngôi nhà của chúng ta sẽ được thiết kế với lại hệ bậc tam cấp đi lên. Theo thuộc tính thời xưa thì bậc tam cấp sẽ giúp cho việc là di chuyển giữa bên trong và ngoài nhà nó sẽ thuận tiện hơn này. Và để phân chia các không gian như thế này thì các ông bà chúng ta đã sử dụng hệ bậc thống là hệ bậc tam cấp ba bậc đấy ạ, để có thể giúp chúng ta trong việc là di chuyển này. Và đặc biệt thì ba bậc này với ý nghĩa là thiên địa nhân. Tuy nhiên thì với cái tên gọi là bậc tam cấp mà không phải công trình nào xây dựng cũng chỉ thiết kế có ba bậc, đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay. Đặc biệt thì trong một số gia đình ấy, thì thay vì là sử dụng cái ba bậc thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng nhiều hơn số bậc đấy để nó sẽ tạo một cái sự bề thế cho công trình. Và thường là gia chủ sẽ sử dụng cái số bậc là bội số của ba. Điển hình như trong một số thì gia đình thì sẽ thường sử dụng là 5, 7 hay là 9 bậc. Và theo phong thủy thì khi mà xây dựng bậc tam cấp với 5 bậc như công trình này thì nó còn đại diện cho đầy đủ các yếu tố của ngũ hành như là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và con số 5 thì sẽ rơi vào cửa sinh trong sinh lão bệnh tử để sẽ giúp là mang tới nhiều may mắn cho gia chủ. Công trình của chúng ta này, thường thường là trong khi mà thiết kế thì chúng tôi ở khu vực miền Bắc thì gia chủ sẽ thường thích là sử dụng chất liệu là gỗ lưu Nam Phi. Còn ở trong miền Nam thì sẽ sử dụng một chất liệu đó chính là gỗ cam xe. Đây đều là những cái chất liệu gỗ tự nhiên cả thì nó sẽ mang lại một cái vẻ mộc đẹp mộc mạc cho công trình. Tuy nhiên thì theo cái thời đại ngày nay chúng ta đã có rất là nhiều những vật liệu mới có thể thay thế. Ví dụ như là cửa nhôm hay Owin hay là cửa thép vân gỗ. Cái loại hình này thì nó cũng khi mà quý vị nhìn vào thì nó không có kém cạnh so với gỗ tự nhiên cả. Đặc biệt thì nó cũng rất là bền. Nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái nhược điểm của cái phần gỗ tự nhiên mang lại.
Ví dụ như với cái thời tiết ở Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều thì nó sẽ rất là dễ xảy ra cái hiện trạng là cong vênh co ngót hay mối mọt cho phần gỗ. Chính vì thế mà quý vị nếu mà có điều kiện thì có thể sử dụng những cái vật liệu để thay thế như thế này là một cái điều rất là phù hợp. Toàn bộ hệ thống cửa sổ này, cửa phụ, cửa đi ở ngôi nhà thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là hệ thống kính cường lực kết hợp với lại khung nhôm. Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần trong các video khác rồi, khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống cửa khung nhôm và kính cường lực thì cần phải lưu ý đến những yếu tố. Đầu tiên ấy, đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài này, cái phần như thế này thì nó sẽ giúp là liên kết giữa cái phần tường này, phần khung nhôm này thì nó sẽ làm cho cái phần hệ thống cửa của chúng ta ấy, nó sẽ trở nên khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn. Thì cái phần khung nhôm này có rất là nhiều những chất liệu và độ dày khác nhau như nhôm sinh pha này, nhôm hệ PMA, nhôm Việt Pháp, nhôm hệ 45, hệ 55. Các phần thứ hai là phần kính thì sẽ bao gồm kính cường lực, kính hai lớp hay còn gọi là hay là còn một cái loại khác chính là kính phản quang. Cái tiếp theo chính là cái phần phụ kiện rất là quan trọng, bao gồm hệ thống tay nắm cửa này, hệ thống bản lề cũng như là phần keo liên kết. Đặc biệt cái phần keo liên kết giữa phần tường và phần khung nhôm này, quý vị phải lựa chọn cái loại mà đặc biệt cao cấp, bởi vì nó sẽ giúp gắn kết giữa hai phần này lại với nhau. Và nếu như mà chúng ta sử dụng những cái loại không tốt chẳng hạn thì sau một thời gian sử dụng ấy thì nó sẽ xảy ra hiện trạng là bong chóc, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của cửa. Ở căn nhà này thì chúng ta sẽ thấy này, toàn khu vực trên tầng 2 này và khu vực dưới tầng 1 thì sẽ có thêm những hệ thống bồn hoa nữa để có thể trồng cây. Bồn hoa thì giúp là làm tăng thêm cái vẻ đẹp cho ngôi nhà, giúp ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Tuy nhiên thì qua một thời gian sử dụng thì do phải tiếp xúc với rất là nhiều điều kiện thời tiết từ bên ngoài, ví dụ như là nắng mưa thất thường này, đồng thời thì các vật liệu như đất cát nước rồi là nó sẽ tồn đọng khá lâu ngày, dẫn đến tình trạng là mục nứt này, thẩm thấm vào tường cho khu vực vườn hoa. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tuân thủ đúng theo cái quy trình xử lý chống thấm. Có rất là nhiều cách để xử lý chống thấm khác nhau. Cách đầu tiên là chúng ta có thể là chát dày cả phía bên trong này, sau đó thì sẽ là cho mấy cái hộp nhựa vào, đổ đất lên để chống cây. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng keo đất sét chống thấm, nhựa đường silica hay là màng dán bitum. Đây là một góc nhìn khác của căn nhà này. Thì quý vị có thể thấy ạ, con nhà này ngoài khu vực sảnh chính ra thì chúng ta sẽ có thêm một khu vực sảnh phụ nữa ở phía bên hông nhà, đi thẳng khu vực không gian sinh hoạt phía bên trong. Và nhìn từ cái phía khu vực mặt bên của công trình này thôi nhá, thì cũng thấy là công trình này cũng được thiết kế vô cùng đặc biệt rồi, và nó rất là tỉ mỉ, làm sao để đồng nhất với cái ngôi nhà chính này. Và có thể thấy là trong tất cả cái thiết kế của mắc hôm chúng tôi ạ, nhìn thấy góc nào cũng thế, góc nào cũng đều là đẹp cả. Đây là phối cảnh ngôi nhà lúc về đêm. Ta có thể thấy là trên các diện tường thì có thêm những hệ thống đèn dọi để chiếu sáng này, cho ngôi nhà thêm nổi bật và lung linh. Hệ thống cổng ở tường bao thì sẽ được thiết kế đồng nhất với ngôi nhà chính ở phía bên trong. Hệ thống cột trụ cổng được thiết kế rất là vuông vức, bên trên có thêm một hệ mái nữa. Còn toàn bộ phần tường bao cũng sơn trắng kể cùng với lại những cái song sắt. Ta có thể thấy được mặt sau thôi cũng được thiết kế sơn màu sắc vô cùng đẹp. Còn đây là phần mái phía trên thì bên trên có thêm một cái ô để chúng ta có thể là để tách nước những thái dương năng. Đây là góc nhìn từ phía bên trên xuống ngôi nhà của chúng ta thì có thể thấy là toàn bộ tổng cái công trình này nằm trên một khuôn đất này, nó khá là theo hình chữ nhật này. Từ hệ thống cổng bước vào chúng tôi cũng thiết kế làm sao để gia đình cũng có một cái nơi phần sân trước thoải mái có thể để xe, đấy cũng như là nơi vui chơi sinh hoạt. Ngoài ra thì cũng có thêm một cái khoảng này để đi vào khu vực sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Và với góc độ nhìn từ phía bên trên cao xuống thì chúng ta có thể thấy là ngôi nhà này được sử dụng với lại cái hệ thống là mái Nhật ở phía bên trên. Mái Nhật thì được giống như tên gọi của nó thôi, thì xuất phát từ đất nước Nhật Bản. Và cái loại mái này thì còn có một cái tên gọi khác là mái lùn, bởi vì nó có một cái độ dốc ấy, nó không quá lớn, nó rất là nhẹ thôi, khoảng tầm 40 độ. Và nó sẽ tỏa ra các hướng khác nhau này, giúp chắn nắng che mưa rất là tốt. Và đặc biệt thì cái phần trên đỉnh mái này thì nó sẽ có xu hướng là bằng hơn so với các loại mái khác. Ưu điểm của loại máy này thì đó chính là nó sẽ phù hợp với rất nhiều kiểu kết cấu nhà khác nhau, đấy, từ nhà lớn đến nhà nhỏ, và đặc biệt là các nhà có cấu trúc ngang. Đấy, sử dụng máy Nhật thì giúp ngôi nhà thêm cao hơn và chúng ta sẽ ăn gian được cái độ dài của công trình, nhất là công trình ở thành phố. Và chúng ta cũng có thể là sử dụng nhiều những vật liệu để làm mái khác nhau, từ đơn giản cho tới cao cấp, như là mái ngói này, mái tôn giả ngói hay là mái bằng bê tông. Ngoài ra thì kiểu máy này thì còn phù hợp với rất nhiều những cái phong cách thiết kế khác nhau, như là phong cách hiện đại, phong cách cổ điển hay phong cách tân cổ điển. Có một cái số lưu ý khi mà chúng ta cần phải thi công mái Nhật, đó chính là tất cả các mặt phẳng mái đều được thi công và lắp đặt với cùng một độ dốc. Điều này giúp cho hình khối mái chuẩn và các vị trí này, ví dụ như là đỉnh này, rồi là đường kèo này, thì sẽ đảm bảo với các đường bò, đường xối có các hình khối song song với nhau. Và tính thẩm mỹ khi lập ngói các đường bò thì khi thi công phải thẳng này, không võng, không cong, tạo nên một thể thống nhất liền khối và tạo điểm nhấn cho công trình của chúng ta. Đó là toàn bộ phần 3D của công trình.
Đây chính là cái phần mái, hay gọi là phần mặt bằng bóc tách mái. Cái khu vực này của chúng ta thì chúng ta thấy này, với góc nhìn từ phía bên trên xuống thì từ khu vực này, khu vực sảnh chính bước vào thì sẽ là một không gian đệm. Phía bên này thì sẽ là một cái hệ thống để một bộ bàn ghế để tiếp khách. Bên này thì sẽ là một cái khu vực là phòng bếp, cái là phòng ăn. Dưới tầng 1 chúng ta sẽ có một khu vực phòng ngủ này và một khu vực nhà vệ sinh chung. Đây là một góc nhìn khác từ dưới tầng 1. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có thêm một cái hệ thống lam nữa, lam gỗ, có thêm những cái ô để chúng ta có thể điều decor trang trí này, vừa tạo một khoảng không để ngăn cách giữa không gian phòng khách phía ngoài, phòng bếp phía trong và vẫn đảm bảo được cái sự thống nhất. Đây là không gian trên tầng 2, chúng ta sẽ có này, ở ngay phía ngoài đầu này thì sẽ là khu vực phòng thờ. Phòng thờ đặt nơi cao nhất, hướng thẳng ra phía mặt tiền của ngôi nhà, giúp đón tay là một vượng khí. Bên trên tầng 2 chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ tất cả. 3 phòng ngủ này thì đều là những phòng ngủ thường và không có nhà vệ sinh khép kín. Và sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung nằm ở cuối căn nhà như thế này. Còn phía bên ngoài thì chính là khu vực ban công. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình. Quay trở lại với công trình à, từ từ. Với công trình của nhà anh Lê Thiện Đạo thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về cái phần mục lục. Trong phần mục lục này thì cũng giống như chúng ta đọc với cuốn sách vậy. Cuốn sách sẽ thống kê bài gì, chương gì, mục gì. Và trong cái phần hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công này thì sẽ tổng cộng 40 mục tất cả, bao gồm mặt bằng này, mặt đứng, mặt cắt này, các chi tiết thang, chi tiết cột sảnh, rồi là chi tiết dàn hoa, chi tiết nhà vệ sinh, chi tiết cửa đi, cửa sổ, vân vân. Đây là mặt bằng định vị công trình. Thì ta thấy là đây là phần cổng bước vào. Chúng tôi cũng để cho gia đình một khoảng sân vô cùng rộng này. Phía bên này thì sẽ là một khu vực đi vào sảnh phụ. Đấy. Còn phía dưới sẽ có thêm một nơi để có thể giặt phơi. Đây là mặt bằng bắt chạy của công trình. Nhìn vào đây ta thấy là gia chủ sinh năm 1953. Thì các hướng tốt là sẽ là hướng đông bắc sinh khí vô lục vẹn toàn, hướng tây thiên y thiên thời che chở, hướng tây bắc diên niên mọi sự ổn định và hướng tây nam phục vị được sự giúp đỡ. Như vậy các hướng tốt sẽ dùng để đặt hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn thờ. Còn lại các hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Còn đây thì chính là cái phần mặt bằng công nào của công trình. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thông số của công trình này. Với cái chiều ngang mặt trước thì sẽ là 8,7m. Còn cái chiều sâu của công trình này thì sẽ là 13m. Như thế thì chúng ta sẽ có diện tích cho một mặt sàn là 113m² và tổng hai sàn là 226m². Từ hệ thống cửa chính bước vào thì sẽ có một không gian phòng khách nằm ngay phía bên này, với một bộ sofa này khá là dài này, một hệ thống kệ tivi rất là lớn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Đây là khu vực bếp, đây là phòng ăn với thứ tự này, bếp nấu này, bồn rửa này, tủ lạnh này. Và hệ thống bếp theo hình chữ L thì sẽ giúp là tránh được yếu tố phạm xung như phong thủy, lửa và nước đối đầu nhau. Và từ khu vực cái phòng bếp này thì ta cũng sẽ có một cái hệ thống cửa ra khu vực sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Khi mà các bà các mẹ chúng ta đi chợ về này mang rất là nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh thì có thể là đi trực tiếp từ phía bên ngoài, đi thông qua khu vực sảnh phụ ở phía bên trong bếp mà không cần phải đi thông qua sảnh chính. Dưới tầng 1 thì ta sẽ có một phòng ngủ khá là lớn, một hệ thống giường ngủ này, tủ quần áo này, rồi là bàn trang điểm. Ở tầng 1 thì còn sẽ còn có thêm một khu vực nhà vệ sinh chung nữa đặt ở cuối nhà, đầy đủ thiết bị như là lavabo, bồn vệ sinh và tắm sen. Bước lên trên tầng 2 thì ta sẽ có phòng thờ được nằm ngay đầu tiên. Bàn thờ thì hướng thẳng phía mặt tiền của ngôi nhà, do đón tài lộc này. Ở trên tầng 2 thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ. Hai phòng ngủ này thì đều là phòng ngủ thường, không nhà vệ sinh khép kín. Thiết kế tương đương nhau, phòng nào cũng có một ô cửa sổ thoáng hướng ra phía ngoài. Đặc biệt cái phòng ngủ số 4 này sẽ còn ưu ái thêm một cái hệ thống cửa để đi ra ngoài ban công ở phía bên hông nhà. Phía cuối căn nhà thì sẽ là một khu vực nhà vệ sinh chung, giống như dưới tầng 1 thôi, giúp đào hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Đây thì chính là phần mặt đứng của công trình. Nhìn phần mặt đứng này ta thấy là tổng chiều cao công trình tính từ cốt sân lên đỉnh mái thì sẽ là 10,3m. Trong đó thì chiều cao của hệ bậc tam cấp là 450mm. Chiều cao thông thủy của căn nhà dưới phía dưới tầng 1 thì sẽ là 3,8m. Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m. Đấy, ở đây ạ. Còn chiều cao mái thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 2,4m. Còn đây sẽ là mặt cắt của công trình. Nhìn phần mặt cắt này thì chúng ta sẽ thấy này, những cái phần mà chúng ta những cái phần giống như chiều cao của cửa đi này, cửa sổ này, rồi là cửa sảnh phụ này, tường dầm sàn vân vân. Và nhìn vào đây thì chúng ta thấy đọc được những cái biện pháp thi công của công trình này. Đầu tiên là những cái vị trí cần phải hạ cốt nền, ví dụ như là nhà vệ sinh này, rồi là nhà bếp, sân ướt, sảnh hiên. Cái thứ hai là chúng ta thấy được là những cái phần phải đổ bê tông, ví dụ nhá, như là phần ở dưới bê tông dưới sàn này, đổ một cái lớp bê tông chống sụt lún này. Nó sẽ có đổ một lớp bê tông của sàn mái 1 này và đổ bê tông sàn mái 2. Ngoài ra chúng ta sẽ đổ thêm một cái lớp bê tông đối trọng với cái phần đua mái, hay còn gọi là cái phần bê tông bắt chéo ạ. Đây là những cái chi tiết
về cái căn nhà của chúng ta. Chi tiết thì sẽ là hệ ống cầu thang này, lan can tay vịn này, hệ thống cột trụ này, nhà vệ sinh. Đây là hệ thống cửa chính của chúng ta. Nói đến hệ thống cửa chính thì chúng ta sẽ cần phải nhớ ngay kích thước lỗ ban. Chúng ta sẽ lấy toàn bộ phủ bì phía bên ngoài, trừ đi cái khuôn bao phào nẹp, thì sẽ ra được kích thước lò sáng lọt khe. Và khi chúng ta sử dụng thước lỗ ban, nó đi vào đúng cái cung tài lộc này, thì gia chủ sẽ làm ăn rất là phát đạt. Đây là chi tiết cửa đi này, rồi là hệ thống cửa sổ. Quý vị có thể thấy là trong bộ hồ sơ thiết kế của Mark Hùng chúng tôi, đụng ở đâu cũng có bóc tách, đụng ở đâu cũng có chi tiết hết. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hồ sơ kết cấu. Đây là một cái phần rất là quan trọng để có thể là cho giúp cho chúng ta trong vấn đề về thi công ngôi nhà, tránh sụt lún sau này. Ở đây là giải pháp xử lý nền và móng là móng bằng bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối, tựa trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp với đỡ tường ngăn. Tiếp theo là phần về phần hồ sơ điện nước. Điện nước thì cũng là một cái phần rất là quan trọng, quyết định đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình của chúng ta. Trong cái phần hồ sơ điện nước này thì quý vị có thể thấy là chúng tôi đã thống kê rất là đầy đủ này, bố trí ổ điện này, vị trí đường dây, đường ống, hệ thống công suất, tính toán tải trọng như thế nào. Khi có thiết kế rồi thì sẽ khớp với tất cả cái phần nội thất. Và chính tỏ điều đó thì cho chúng ta thấy rằng là cái bộ hồ sơ điện nước là một trong những bộ hồ sơ rất là quan trọng trong cái bộ hồ sơ thiết kế nhà. Tiếp theo thì sẽ là cái phần dự toán. Ở trong phần dự toán này thì chúng tôi có bóc tách chi tiết này, thép khối lượng bao nhiêu, gạch đá, cát sắt khối lượng bao nhiêu. Sau này chủ nhà thì cứ tuân thủ theo đúng như thế này thôi là có thể kiểm tra và thi công một cách rất là bình thường. Và khi chủ nhà mà làm việc với Mark Home chúng tôi thì sẽ có riêng một cái đội ngũ để có thể là hướng dẫn, lý giải, giải thích là xây một ngôi nhà tốn kém hết bao nhiêu này. Rồi là sau này khi ra thực tế thì chủ nhà sẽ thấy nó rất là đúng và giống hệt trong dự toán, bởi vì chúng tôi đã tính toán trên máy móc và nên là sẽ chính xác tuyệt đối. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi khám phá công trình của gia đình nhà anh Lê Thiện Đạo có địa chỉ tại Thiệu Giao, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, hãy nhanh chóng liên hệ tại các số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.